sẽ thấy cái cách mà Đức Phật này trình bày qua bốn phương diệt trừ diệt đế chính đạo đế là một pháp cần thực hành. Ở trong cái bài kinh này Đức Phật nói ngài thuyết một cách khác nữa, ngũ quẩn hay diệt sạch pháp cần phải biến tri. Vô minh oán cần được đoạn trừ, minh giải thoát và pháp cần được chứng ngộ. Rồi quán là với những ý nghĩa đó chúng ta đa dạng, nhưng mà chung quy lại thì pháp cũng chỉ có một cái đặc tính nó cần phải biến tri, đặc tính pháp là công vân, và do vậy hôm nay cần phải được luận trình là nói đến vô minh và hữu ái. Kinh hai và chúng ta sẽ được nghe để giải ý nghĩa của bài kinh này. Xin mời sư phụ Kim Mang. Nam mô Bố Thầy. Dạ, kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Anikaya do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 34 kinh Thập Thượng. Vô minh và hữu ái, hai pháp cần trừ. Sẽ do thượng do đại đức tính giảng giải. Đợi chút. Có hai pháp, có pháp, có nhiều pháp cần phải tu tập, có hai pháp cần phải biết, hai pháp phải đoạn được, có hai pháp tài, hai pháp đưa đến thù thắng, rất khó thể nhập. Có hai pháp cần được sanh khởi, có hai pháp cần được thắng tri, có hai pháp cần được tác chứng. Thế nào là hai pháp cần phải vô minh và hữu ái? Tăng Chi Bộ với Phật ngôn về liên quan với vô minh và hữu ái. Các khách, ví như này các tỳ kheo, có một ở đấy có người từ phương đông tới ở, có người từ phương tây tới ở, có người từ phương bắc tới ở, có người từ phương nam tới ở.
Có người Sát Đế Lị tới ở, có người Bà La Môn tới ở, có người Phệ Xá tới ở, có người Thủ Đà tới ở. Cũng vậy này các tỳ kheo, tỳ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành với các pháp cần phải liễu tri nhờ thắng trí. Họ thắng trí liễu tri các pháp ấy với các pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí. Họ đoạn tận các pháp ấy nhờ thắng trí với các pháp cần phải chứng ngộ. Nhờ thắng trí họ chứng các pháp ấy nhờ thắng trí với những pháp cần phải tu tập nhờ thắng trí. Họ tu tập những pháp ấy nhờ thắng trí. Và này các tỳ kheo, thế nào là những pháp cần phải liễu tri nhờ thắng trí, cần phải được cần phải lời là năm thủ uẩn. Thế nào là năm, tức là thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Những pháp này này các tỳ kheo là những pháp cần phải liễu tri nhờ thắng trí. Và này các tỳ kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn nhờ thắng trí vô minh và hữu, thắng trí hữu vô minh, hữu và ái. Những pháp này cần phải đoạn tận nhờ thắng trí. Và này các tỳ kheo, những pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí minh và giải thoát? Này các tỳ kheo, những pháp này cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí. Này các tỳ kheo, những pháp này nào cần phải tu tập nhờ thắng trí chỉ và quán? Này các tỳ kheo, những pháp này cần phải tu tập nhờ thắng trí. Và thế nào này tỳ kheo, tỳ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành đối với các pháp cần phải liễu tri. Họ liễu tri được các pháp ấy nhờ thắng trí đối với các pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí. Họ đoạn tận các pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, họ chứng ngộ những pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp cần phải tu tập nhờ thắng trí, họ tập ấy nhờ thắng trí. Ở đây này tỳ kheo, tỳ kheo tu tập chánh tri kiến, tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, đến từ bỏ. Như vậy này các tỳ kheo, tỳ kheo tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành, pháp cần phải liễu tri nhờ thắng trí. Vì ấy liễu tri những pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng trí, vì ấy đoạn tận những pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vì ấy chứng ngộ những pháp ấy nhờ thắng trí. Đối với những pháp cần phải tu tập nhờ thắng trí, vị ấy tu tập những pháp ấy nhờ thắng trí. Các ách, và này, và thế nào là hữu ách? Ở đây này các tỳ kheo, có những có người không không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sách ly, sự xuất ly các hữu. Do như không thật quán trí sự tập khởi,
sự chấm dứt vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly các hữu, nên hữu tham, hữu hỷ, hữu luyến, hữu đam mê, hữu khát, hữu não, hữu chấp thủ, hữu ái trong các hữu xâm chiếm và tồn tại. Này các tỳ kheo, đây gọi là hữu ách. Quý vị đợi chút nha, đợi. Và thế nào là vô minh ách? Ở đây này các tỳ kheo, có người không như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sáu xúc xứ. Do như không thật quán tri sự tập khởi, sự xuất ly của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xuất xứ xâm chiếm và tồn tại. Này các tỳ kheo, đây gọi là vô minh ách. Bị trói buộc bởi các pháp phiền não, các pháp bị sanh phiền nhiễu, các quả khổ dị thục trong tương lai, bởi sanh già chết, do vậy được gọi là không an ổn khỏi các ách. Và thế nào ly hữu ách? Thế nào là ly hữu ách? Ở đây thì các tỳ kheo, có thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt vị ngọt, sự nguy hại, xuất ly, như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của các hữu, nên tham, hữu hỷ, hữu luyến, hữu đam mê, hữu khát, hữu não, hữu chấp thủ, hữu ái trong các hữu không xâm chiếm và tồn tại. Này các tỳ kheo, đây gọi là ly hữu. Và thế nào là ly vô minh ách? Ở đây này các tỳ kheo, có hạng người như thật quán tri sự tập khởi, sự chấm dứt vị ngọt, sự nguy hại, sự xuất ly của sáu xúc xứ. Do như thật quán tri sự tập khởi, sự xuất ly của sáu xúc xứ, nên vô minh, vô trí trong sáu xuất xứ không xâm chiếm và tồn tại. Này các tỳ kheo, đây gọi là ly vô minh ách. Đây là ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách và ly vô minh ách. Không bị trói buộc bởi các ác bất thiện, các phiền não, các pháp bị tái sanh nhiễu, các khổ quả dị thục trong tương lai, bởi sanh và chết, do vậy được gọi là an ổn khỏi các ách. Bị trói buộc cả hai dục ách và hữu ách, bị trói buộc kiến ách với vô minh thượng thủ, chúng sanh bị luân chuyển đi đến sanh và chết. Những ai liễu tri toàn bộ hữu ách, nhổ vứt bỏ kiến ách và từ bỏ vô minh, ly hệ tất cả ách, họ vượt khỏi các ách. Dạ thưa, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con mà xin thành kính đảnh lễ Đức Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là đó. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tự Sư, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức Tăng
Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, qua phần dẫn nhập và phần đọc chánh văn, ta biết rằng hôm nay chúng ta học hai pháp cần phải đổi trừng. Thứ nhất là vô minh avijja, thứ hai là hữu ái tận hạ. Đây là hai cái pháp mà khó để
mà làm cho cắt đứt cái mạng sống của cái vị hoàng hậu này. Lúc đó quý vị thấy rằng á, cái vị hoàng hậu này á, đã tái sanh là một cái con bùa hung mà ở trong một cái ở trong một cái đống phân. Thì lúc đó quý vị thấy rằng á, cái vị vua đó là cái vị vua đó rất là tiếc thương hoàng hậu, không có chịu đem chôn hoàng hậu, không có chịu đem chôn hoàng hậu mà để hoàng hậu ở trong một cái hòm bằng kiến đó. Rồi đức vua hàng ngày cứ nhớ tưởng hoàng hậu, nhớ tưởng riết đến nỗi mà phải bỏ hết tất cả những cái công việc triều chính đó. Thành ra lúc đó đó quý vị thấy rằng đức Phật của chúng ta đó, tiền thân của đức Phật đó, là một cái vị Bồ Tát, là một cái vị đạo sĩ đã quán xét thấy nhà vua đang mang một cái nỗi niềm nó sầu u khổ như vậy, sầu u khổ như vậy mà bỏ bê công việc của đất nước, của quốc độ hết. Thành ra lúc đó Bồ Tát của chúng ta mới đi đến rồi dùng thần thông để mà cho đức vua biết, đức vua biết bây giờ hoàng hậu đã tái sanh cái con bò hung rồi, hoàng hậu không có còn cái sự mà thương yêu đức vua như ngày xưa, bằng cách là đạo sĩ đó đã dùng thần thông của mình cho vua nghe được cái âm thanh của con bò hung đó, nó đối đáp với đức vua đó. Thành ra cuối cùng thì quý vị thấy rằng là đức vua là mới cảm thấy chán ngấy cái đời sống này, nên đã kêu người đem chôn cái xác của hoàng hậu. Thì ở đây chúng tôi kể ra cái tích chuyện này đó để chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái nhân mà nó sanh khổ là do tham, do tham nó làm cho chúng ta mong muốn cái điều này, mong muốn cái điều kia. Nếu mà rơi vào bất thiện thì sẽ có những cái quẩn nó sanh ở khổ cảnh. Còn nếu mà nó thuộc về thiện thì nó cũng làm cho chúng ta có những cái quẩn, có nghĩa là có cái danh pháp, cái sắc pháp, hoặc là có cái thân hình này ở trong cõi người hoặc là cõi trời, vân vân, tùy theo cái hành nghiệp của mình. Nhưng mà chung quy lại đó là chúng ta phải hiểu rằng là đối với cái nguyên nhân sanh khổ là như thế nào, là do cái tham ái, cái tham ái dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh ở cảnh giới này, ở cảnh giới kia. Còn nếu mà chúng ta mà không có biết được cái nguyên nhân mà nó sanh khổ thì coi như là chúng ta cứ còn khổ hoài, chúng ta cứ còn khổ hoài đó. Rồi cái điều nữa đó là không biết về cái con đường diệt khổ, không biết được cái con đường diệt khổ, có nghĩa là giống như hồi nãy chúng tôi nói, mình cứ cho đó là những cái quy luật tự nhiên, những cái định lực tự nhiên. Nhưng mà thật sự ra đó là chúng ta thấy rằng là đối với Bồ Tát hoặc là Đức Phật hoặc là những vị A-la-hán đã tìm đến được cái con đường diệt khổ. Cái con đường diệt khổ, cái sự diệt khổ, cái sự diệt khổ này là có thật. Hãy mà có sanh ra thì phải có vô sanh. Nó giống như là một cái bản lề cửa đó, có đóng ra thì phải có mở vô, có đóng lại thì phải có mở ra. Có nghĩa là có cái sự mà có cái sự mà khổ thì phải có cái sự diệt khổ. Đó là chấm dứt tất cả, chấm dứt tất cả các cái pháp hữu vi. Có nghĩa là chấm dứt cái danh pháp sắc pháp này là coi như là lúc đó là chúng ta đã diệt được khổ. Mà hãy mà có diệt khổ thì phải có con đường, phải có con đường dẫn đến diệt khổ. Mà đối với vô minh thì coi như là không biết về những cái con đường này, thậm chí là không biết về quá khứ, không biết về quá khứ. Không biết về quá khứ ở đây có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta không có biết về cái nhân, chúng ta không có biết cái nhân. Có nghĩa là chúng ta không biết rằng ở trong quá khứ do mình tạo một cái nhân gì đó bố thí, hay là mình tạo những cái nhân bất thiện sát sanh gì đó, mà bây giờ chúng ta có mặt ở trên này. Lúc đó chúng ta nghĩ rằng là do cái sự tình cờ hiển nhiên mình có mặt ở trên cuộc đời này, hoặc là mình cho rằng là có cha sanh mẹ đẻ, hoặc là có một cái vị thần linh, có một cái vị thượng đế nào đó, chứ chúng ta không nghĩ rằng là do ở trong quá khứ chúng ta tạo ra cái hành động đó, là cái nghiệp mà nó hiệp trợ với cái sự vô minh, cái sự tham ái mà chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này đó. Thành ra trong cái trường hợp đó là gọi là không biết về quá khứ,
rồi không biết về vị lai có nghĩa là như thế nào. Có nghĩa là coi như là chúng ta nghĩ rằng không có những cái quả báo, không có những báo của thiện, hoặc là có những người ở trong đời nay cũng vậy, người ta nghĩ rằng là chết là hết, chết là hết chứ không có cái chuyện tái sanh, hoặc là không có cái cõi này cõi kia. Thì trong cái trường hợp đó gọi là vô minh, mà vô minh là trong cái trường hợp này là không biết về vị lai, rồi không biết về quá khứ vị lai, có nghĩa là không biết là cái nhân mình tạo ở trong quá khứ nó cho cái quả bây giờ, rồi cái nhân mình tạo ở trong hiện cái kiếp này nó cho cái quả ở trong tương lai. Coi như là thật ra đó, thì quý vị nghĩ kỹ lại đó, chúng ta thấy rằng đó, tại sao mà chúng ta biết những cái điều này, tại sao mà chúng ta có cái niềm tin về những cái điều này, cũng do chúng ta có cái duyên lành là chúng ta học Phật pháp, rồi chúng ta có cái duyên lành chúng ta thân cận với những bậc trí, thành ra các ngài giảng dạy những cái điều mà Đức Phật Gotama, Đức Phật Thích Ca đã diễn giảng suốt 45 năm hoằng pháp. Rồi bây giờ chúng ta có cái cơ hội chúng ta nghe lại cái điều này, thành ra bây giờ chúng ta mới biết, chúng ta mới biết được những cái điều này đó. Ngay cả cái lý duyên sinh cũng vậy, chúng ta những cái pháp nó sanh lên nó do có những cái nhân như vậy, mà hãy mà những cái nhân đó mà nó hết rồi thì cái pháp đó nó cũng đi. Đó là do, nếu mà nói tóm lại đó, là vô minh đó, là cái nghĩa là như thế nào, có nghĩa là chúng ta không biết đến những cái điều này, không biết về, nói gọn là tứ đế, không biết quá khứ, không biết vị lai, không biết quá khứ và vị lai, rồi không biết về cái lý duyên sinh. Ngoài ra cái vô minh có nghĩa là cái gì nữa, có nghĩa là mình không có biết cái vị ngọt, cái vị ngọt, hoặc là chúng ta không có biết được cái sự nguy hại của cái vị ngọt, nên chúng ta không có xuất ly xuất ly với cái ngũ quẩn này, hoặc là chúng ta không có xuất ly về sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Đó là chúng ta cảm như là chúng ta không có cái sự nhàm chán, hoặc là chúng ta không có cái sự sợ hãi về cái điều này. Mà ở trong kinh Tăng Chi mà hồi nãy chúng ta nghe đọc là chẳng những mà chúng ta không biết xuất ly, mà chúng ta còn có cái sự chấp thủ nữa. Chúng ta còn có sự chấp thủ về sắc quẩn cũng có, chấp thủ về thọ quẩn cũng có, chấp thủ về tưởng quẩn cũng có, mà chấp thủ về hành quẩn hoặc là thức quẩn cũng có. Nói chung là cái con người của chúng ta đó, hễ mà chúng ta có cái sở trường về cái nào thì chúng ta bị chấp thủ về cái đó. Đó thì những cái trường hợp này nó đều nằm ở trong cái căn bản của vô minh hết. Nó đều nằm ở trong cái căn bản của vô minh, do mình không biết cái sự nguy hại. Cũng như là quý vị thấy rằng có những cái chúng sanh khi mà mình nhìn nó, mình thấy người ta khổ, mình nhìn mình thấy như là giờ mình nhìn thấy, mình ngồi mà mình quán xét, mình thấy cái con chó nó cũng có cái ngũ quẩn như mình cũng có ngũ quẩn như nó. Nó cũng có sắc quẩn, mình cũng có sắc quẩn. Nó có cái sự tưởng quẩn, mình cũng có tưởng quẩn. Rồi nó có thọ quẩn, mình cũng có thọ quẩn. Rồi nó có hành quẩn, có thức quẩn, mình cũng có hành quẩn, thức quẩn. Nhưng mà quý vị thấy rằng nó vẫn vui thích với nằm ở cái đống rác lăn lộn. Nhưng mà đối với mình thì mình thấy rằng là cái đó là dơ, cái đó là khổ, cái đó là nhiều cái loài khuẩn, nó quy khuẩn, nó phát sanh ở trong khi mà mình lăn lộn ở trên đó. Đó, nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy mình sợ, nhưng mà đối với cái loài chó thì coi như là nó vui thích với cái sự lăn lộn ở trên đó. Thành ra trong cái trường hợp này là mình thấy rằng cái chúng sanh đó nó vô minh. Còn đối với cái bản thân mình thì sao? Thì mình thích thú ở trong cái cuộc sống này. Thí dụ như cái cuộc sống này mình cho rằng hạnh phúc là như thế nào? Mình có việc làm, rồi mình có đầy đủ thức ăn, thức uống, đầy đủ chỗ che mưa, che nắng, đồ này kia. Nhưng mà đối với mình thì mình bị vô minh chi phối thì mình có cái sự suy nghĩ như vậy. Nhưng mà chư thiên thì sao quý vị? Chư thiên thì nhìn mình chư thiên thấy ớn, chư thiên thấy rằng là cái tuổi thọ, cũng như ở trong những cái bài kinh khác thì quý vị thấy rằng chư thiên là coi như là thấy cái loài người cái tuổi thọ nó rất là ngắn,
mà nó phải chịu khổ rất là nhiều, nhiều điều, chịu khổ rất là nhiều điều, nhưng mà con người mình nó vẫn nhẫn nhơ, con người mình vẫn nhẫn nhơ, giống như là mình sống ở trên cái cõi sắc cú cánh, có nghĩa là có nghĩa giống như là mình đang có một cái tuổi thọ dài lắm, đang có một cái tuổi thọ nó rất là dài. Thành ra chư thiên mà những cái vị chư thiên mà có trí á, thì người ta nhìn cái loài người của mình, người ta thấy khổ, người ta thấy sợ. Còn đối với loài người của chúng ta đó, thì chúng ta nhìn thì chúng ta thấy mình không có khổ đó. Thành ra đều bị vô minh nó chi phối hết. Vậy thì á, những cái pháp này á, những cái pháp này á, thì coi như là ở trong Tăng Chi Kinh á, dạy rằng là chúng ta phải thắng tri, phải liễu tri, cần phải chứng ngộ cái gì? Chứng ngộ thánh đạo tám ngành, chứng ngộ thánh đạo tám ngành. Chúng ta phải tu tập về bát chánh đạo, chúng ta tu tập về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh chánh định. Chúng ta phải tu tập về thánh đạo tám ngành, hoặc là chúng ta tu tập về bát chánh đạo, thì coi như là chúng ta mới đoạn trừ được vô minh. Tại sao vậy? Tại vì là khi mà chúng ta tu tập về bát chánh đạo thì chúng ta mới thấy được tứ đế, chúng ta thấy được tứ đế. Mà chúng ta thấy được tứ đế, chúng ta thấy rằng là chúng ta biết được cái sự khổ là có thật rồi, cái sự khổ là có thật rồi, rồi cái mình thấy được cái nguyên nhân sanh khổ rồi, cái nguyên nhân sanh khổ rồi mình thấy được cái sự diệt khổ cũng có thật, rồi cũng có con đường dẫn đến diệt khổ. Thành ra chúng ta mới đi ở trên con đường đó, chúng ta tiến tu ở trên cái con đường đó, thì nó mới đến một cái lúc nào đó nó mới đoạn trừ được, nó sẽ đoạn diệt được, hoặc là cũng như là đâm thủng vô minh vậy đó. Thì lúc đó thì chúng ta mới mới có cái sự mà chấm dứt, chấm dứt cái sự mà tạo ra những cái uẩn này. Còn ngoài ra đó, nếu mà chúng ta tu tập những cái pháp nào mà ngoài cái lời của Đức Phật dạy thì coi như là chúng ta không thể nào mà chúng ta đâm thủng được vô minh. Hoặc là ở trong cái bài kinh này cũng có nói về hai cái pháp này á, là chúng ta phải chúng ta muốn đoạn trừ được á, thì chúng ta phải phải làm cái gì? Chúng ta phải tu tập chỉ và quán, chỉ và quán có nghĩa là chúng ta tu tập về thiền định và thiền quán vipassana thì mới có cái khả năng để mà đoạn trừ được cái vô minh. Cái pháp mà tiếp theo á, cái pháp mà thứ hai ở trong cái bài học này á, là nói về hữu ái. Hữu ái á, phá quá tanh ha, có nghĩa là những cái gì quý vị, có nghĩa là chúng ta có những cái mong muốn, mong muốn đời sau chúng ta có một cái sức khỏe tốt hơn, chúng ta mong muốn đời sau chúng ta đẹp hơn, hoặc là chúng ta mong muốn đời sau chúng ta giàu hơn đó. Thì những cái điều này á, cái điều này nó cũng vẫn còn nằm ở trong cái hữu ái. Còn cái người mà người ta cao hơn á, người ta cao hơn á là do người ta mong muốn, thí dụ như là mình sanh về cái cõi sắc giới, hoặc là sanh về cái cõi vô sắc. Thì những cái điều này á, là quý vị thấy rằng người ta muốn như vậy, thì với các cái hữu này, dù cho muốn sanh lại cái cõi vui dục giới, hoặc là cõi sắc giới, là cõi vô sắc, thì đều là hữu ái hết, đều là hữu ái hết. Nhưng mà ở đây á, thì có cái á, nó dễ, có cái nó khó. Thí dụ như á, đối với á, những cái cảnh giới mà thuộc về mà cõi vui dục giới đó, thì chúng ta chỉ cần thí dụ như là bố thí, hoặc là chúng ta giữ giới, hoặc là chúng ta phục vụ vân vân, chúng ta cung kính vân vân, thì những cái pháp đó, nó cũng có khả năng để mà nâng đỡ chúng ta sanh lại làm người, một cái người mà nó tốt hơn cái hiện trạng bây giờ, hoặc là do cái phước đó, do cái phước mà thí dụ như là bố thí trì giới, hoặc là phục vụ được vân vân, những cái pháp đó đều làm. Hoặc là ngay cả mà chúng ta thấy rằng cái sự hoan hỷ thôi, hoan hỷ với thiện pháp thôi, mà nó cũng làm cho chúng ta sanh cõi trời. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng những cái người mà nữ nô tỳ bà Visakha đó, khi mà sanh lên cõi dục giới thiên, ngài Mục Kiền Liên ngài lên hỏi này thiên nữ,
ngươi tạo cái phước gì này, ngươi tạo cái phước gì mà ngươi sanh lên cái cõi này, thì cái vị thiên nữ bạch ngài, cái phước con tạo nó rất là nhỏ, con không dám nói, con không dám nói. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên ngài hỏi ba lần, mà là do cái oai lực của một vị A La Hán hỏi ba lần, thì cái cô này cũng mới trả lời: dạ bạch ngài, con không, con là cái thân nô tỳ của tín nữ Quý Sa Kha, con không có một đồng, không có một cái gì để mà con bố thí con tạo phước hết. Nhưng mà do con đi theo chủ nhân, con thấy chủ nhân của con á, hãy mà làm được cái phước đó, con hoan hỷ, con sa thú. Chủ nhân con làm được cái phước mà nó lớn hơn, con cũng sa thú. Mà chủ nhân con làm cái phước nhỏ, con cũng sa thú. Vậy mà sau khi con mở mắt ra thì con thấy con sanh ở cái cõi dục giới thiên này. Đó, thì chúng tôi muốn nói những cái điều này á, đối với chúng ta đó, khi mà chúng ta, ví dụ như chúng ta tạo cái phước gì đó mà chúng ta nghĩ rằng mình mong rằng cái sự bố thí này hoặc là cái sự phục vụ này của mình đó, đời sau mình sanh lại nó đẹp hơn, đời sau mình có một cái nhà, một cái mái ấm nó tốt hơn mà bây giờ, thì trong cái trường hợp này cũng là hữu hại đó. Rồi có những người á, thì người ta có một cái suy nghĩ nó cao hơn, có một cái suy nghĩ cao hơn là người ta nghĩ rằng là coi như là thí dụ như quý vị thấy rằng thời xưa ở bên Ấn Độ là người ta gần những vị đạo sĩ hoặc là những vị tu sĩ rất là nhiều. Những vị này sau khi độ ngọ buổi trưa xong rồi đó, rồi tìm cái chỗ để mà hành thiền, để mà nhập thiền. Khi mà nhập thiền á, an trú ở trong những cái thiền mà thiền sắc giới. Rồi có nhiều khi những cái vị này đã kể lại cho gia chủ của mình nghe, hoặc là trong cái lúc tụng kinh chúc phúc, những cái vị này mong sao cho cái sự cúng dường của thí chủ này trong ngày hôm nay mai mốt sẽ được cái cơ ngơ những vị phạm thiên, được cơ ngơ như những vị phạm thiên. Thành ra chính vì cái lúc đó đó, những cái người gia chủ á, người ta nói: ủa sao lúc nào thầy cũng cũng chúc cho con được cái cơ ngơ giống như cơ ngơ của những cái vị phạm thiên là như thế nào. Thì cái vị này mới kể ở trên cái cảnh giới của cõi trời sắc giới, ở trên đó nó không có những cái phiền tối như ở dưới đây, hoặc là nó không phải nó có không có cái sự bề bộn như ở cõi người này, vân vân. Thành ra sau khi mà nghe kể rồi đó, thì những người này người ta quyết định người ta muốn tu tập thiền, người ta muốn tu tập thiền để chi, để mà sanh lên những cái cõi thiền đó. Thành ra do vậy đó, thì nếu mà mình thấy rằng đó, là mình ước muốn sanh về một cái cảnh giới nào cũng vậy, bất kỳ một cái cảnh giới nào, thì coi như là cái cảnh giới đó nó vẫn còn bị cái sự khổ chi phối đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong đây đó, thì có lần chúng tôi nhớ có đọc ở trong cái bài kinh nào đó, Đức Phật nói rằng là cái sự tái sanh, cái sự mà tái sanh ở trong cái tam giới này đó, dù cho cái cảnh giới nào cũng vậy, nó vẫn còn cái sự khổ chi phối đó. Thì nó cũng giống như là một chút phân á, dù cho nó dính ở trên người của mình, dù cho tí xíu thôi, nhưng mà nó vẫn bị hôi, nó vẫn bị hôi. Thì đối với cái sự tái sanh, thì dù cho mình tái sanh ở cái cõi nào, cảnh giới nào hoặc cái cõi nào cao nhất đó, thì nó vẫn còn bị cái sự khổ nó chi phối. Thành ra đó, phải đoạn tận, cái pháp này là cái pháp cần phải đoạn trừ. Dù cho cái cảnh giới nào, chúng ta cũng phải đoạn trừ. Cái mong muốn mà tái sanh về cảnh giới nào đó, thì chúng ta cũng nhớ là Đức Phật, Đức Phật nói rằng là có còn tái sanh là còn bị cái sự khổ chi phối. Thì chúng tôi thì đúng thiệt là khi mà mình muốn mà đoạn trừ được hữu đó, hoặc là vô minh đó, ta phải tu tập về bát thánh đạo. Chúng ta phải tu tập về bát thánh đạo. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi cũng coi ở một số kinh điển khác, một số kinh sách khác á, thì cũng nói là trước tiên, trước khi mà chúng ta vào chúng ta tu tập về bát thánh đạo, thì chúng ta phải quán về cái sự mà xả ly, cái sự từ bỏ. Thì ở trong cái phần bài kinh này đó, thì chúng ta cũng thấy cũng vậy, cũng nói về quán về cái sự ly tham, quán về cái sự từ bỏ. Có nghĩa là
Bây giờ chúng ta cứ nhớ cái quán về cái sự từ bỏ, có nghĩa là, hoặc là xả ly có nghĩa là như thế nào. Có nghĩa là bây giờ chúng ta cứ nhớ là dù cho mình tái sanh ở cái cảnh giới nào cũng vậy, dù cho cái cảnh giới là sắc cú cánh, hoặc là cái cõi trời mà vô sắc đi, thì khi mà mình hết tuổi thọ trên đó rồi thì nó cũng sanh xuống dục giới thiên. Rồi khi mà sanh xuống dục giới thiên rồi đó, thì nó cũng theo cái hạnh nghiệp ở trong quá khứ. Một là nó cho chúng ta sanh để làm người, hai là nó cho chúng ta sanh lại sanh, nếu mà nghiệp bất cho chúng ta sanh xuống khổ cảnh. Mà quý vị thấy rằng á, dù cho khổ cảnh, dù cho cõi người, dù cho cái cõi dục giới thiên, dù cho cái cõi nào cũng vậy, hãy mà còn tái sanh á, là còn bị cái sự khổ, còn bị tham sân si nó chi phối, còn bị những cái pháp là bất thiện nó chi phối, là coi như là chúng ta vẫn còn bị cái sự khổ nó chi phối. Đó, thành ra đó, đối với hai cái pháp này á, thì quý vị thấy rằng á, vô minh á, là coi như là nó dẫn dắt chúng ta, nó dẫn dắt chúng ta đi đủ thứ cảnh giới hết, khổ cũng có, vui cũng có, vui dục giới, hoặc là vui ở những cái cõi trời sắc cũng có. Rồi đối với hữu ái thì nó cũng dẫn dắt chúng ta vui ở những cái cõi cõi dục giới, hoặc là cõi sắc giới, hoặc là cõi vô sắc đó, thì nó cũng dẫn dắt chúng ta đi vòng vòng hoài. Nhưng mà chúng ta không có thoát ra được cái gì, chúng ta không có thoát ra được cái sự già, cái sự bệnh, cái sự chết, cái sự thương phải xa, ghét phải gần, vân vân. Có nghĩa là nó vẫn còn nằm ở trong cái dòng tử luân hồi, nằm trong cái chuỗi luân hồi này. Thành ra một người á, mà muốn để mà thoát khỏi những cái pháp này á, thì trước tiên á, là chúng ta phải ngồi, chúng ta quán xét, chúng ta phải ngồi, chúng ta quán về cái dòng luân hồi này là khổ, mà cái dòng luân hồi này là khổ, thì lúc đó đó chúng ta mới có cái tâm chúng ta nhàm chán. Mà hễ mà chúng ta có cái tâm nhàm chán á, thì chúng ta mới có cái sự tinh tấn để mà chúng ta tu, chúng ta mới có cái sự tinh tấn để mà mình tu học. Rồi khi mà chúng ta tinh tấn, chúng ta học, chúng ta tu, thì lúc đó nó chúng ta mới thấy rằng cái sự cần thiết của bát chánh đạo, cần thiết của bát chánh đạo, hoặc là chúng ta mới thấy rằng cái sự mà cần thiết của tu tập về thiền định và thiền quán, chỉ và quán đó, chúng ta mới thấy rằng là những cái pháp này mới có cái công năng, mới đủ cái khả năng để mà đoạn tận được vô minh, đoạn tận được hữu ái. Hoặc là những quý vị thấy rằng ở trong ở cái chi pháp á, thường thường á, là đối với vô minh á, vô minh á, và ái sắc, ái vô sắc như này, là có nghĩa là hữu ái này, là coi như là đến bậc A La Hán mới đoạn trừ, đến bậc A La Hán mới đoạn trừ, có nghĩa là bậc thánh tứ quả đó mới đoạn trừ được hai cái pháp này. Nhưng mà có nhiều người ta nói rằng mình tu tập biết chừng nào, biết chừng nào mới đạt đến cái quả vị này. Chúng ta nên nhớ rằng là hãy mà mình có niềm tin, một ngày nào đó cuối đường hầm mình cũng tìm ra cái ánh sáng, có nghĩa là mình cứ ráng cố gắng mình tu tập, đến một ngày nào đó mình cũng phá vỡ được cái đường hầm này để mà mình gặp ánh sáng, thì đến một ngày nào đó mình tu tập, mình cái sự cố gắng của mình, thì mình cũng hoàn thành được cái phận sự của tứ thánh đế, có nghĩa là mình hoàn thành được cái bát thánh đạo này. Hãy mà có tu thì cũng sẽ có ngày thành tựu, sẽ có ngày đạt được. Cũng như là quý vị thấy rằng những người ta đi học thì người ráng học thì đến một lúc nào đó người ta cũng phải thi đậu thôi. Bây giờ thì trong cái kiếp này chúng ta chưa đậu, hoặc là ở trong cái kiếp trái đất này chúng ta chưa đậu, nhưng mà ở trong một cái kiếp trái đất tương lai nào đó chúng ta cũng có cái một lúc đó chúng ta sẽ thành tựu. Chứ nếu mà bây giờ chúng ta không có suy nghĩ như vậy, là chúng ta không có tinh tấn tu tập, là biết đến chừng nào chúng ta mới đoạn trừ được hai cái pháp này. Bây giờ tuy rằng là cái thời gian mà đoạn trừ được nó còn xa mãi mãi, nhưng mà nó vẫn còn một cái niềm hy vọng, nó vẫn còn lé lên một cái niềm hy vọng cho chúng ta để mà chúng ta tu tập đó. Thành ra đối với hai cái pháp
vô minh và hữu ái này thì chúng ta đã trình bày đến với cái sự vô minh là không có hiểu biết được những cái nói chung là ở trong cái tứ đế. Còn hữu ái là cái sự mà thích tái sanh cái chỗ này chỗ kia, thích được cái cảnh giới này cảnh giới kia, thành ra gọi là cái hữu ái. Hai cái pháp này thì chúng ta phải dùng thánh đạo tám ngành để đoạn trừ, hoặc là nói cách khác chỉ và quán sẽ đoạn trừ được cái pháp này, hai cái pháp này. Mà trước tiên chúng ta đi vào những cái phương pháp mà để mà đoạn diệt đó thì chúng ta cũng phải có cái sự mà quán về cái sự từ bỏ, có nghĩa là chúng ta không còn ham thích cái gì nữa, thành ra chúng ta mới bước vào cái con đường tu tập để mà đoạn trừ được hai cái pháp cần phải đoạn trừ. Đây là những cái gì mà trong cái bài học ngày hôm nay mà chúng con có khả năng chúng con biết được thì chúng con cũng xin trình bày đến đây. Cũng mong chư tôn đức tăng nhất là sư phụ một chút nữa sẽ giảng rộng hơn để cho cái bài học được sáng tỏ hơn nhiều. Nên bây giờ con xin được dứt lời với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến quý ngài và chia phước này đến quý vị. Mong quý ngài vì an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các thiên và chúng sanh trong ba loài quan hỷ thọ lãnh gần đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Dạ. Sa thủ cái trình nhà đi Phật tử. Bạch Thiên Tổ Tiểu Sư, chúng ta có nghe là chữ Phật có nghĩa là được, Phật Đà chỉ âm từ Buddha mà nghĩa là giác giả, và giác giả tức là một bậc mà sống luôn với sự tỉnh thức hiểu biết và vượt ngoài cái chi phối của vô minh. Thì Thượng Tọa có nghĩ rằng cái chữ Phật hay là cái chữ giác đó là đối lập với cái chữ vô minh mà chúng ta học trong bài học hôm nay hay không? Xin thỉnh Thượng Tọa Thiền Sư. Nam mô Bụt Thà Dạ. Kính bạch trời từ đức tương thừa quý vị tử, còn chưa hẳn là cái chữ giác ở trong thuật ngữ Phật Đà hay Bồ Tát là đối lập với ý nghĩa vô minh. Chứ tôi nói chưa hẳn là bởi vì cái câu thành ngữ mà nói là mê là ma, tỉnh là Phật, cái câu này nó còn mơ hồ lắm. Người thường thế gian khi mà họ nghe cái câu này là họ cho rằng là hoàn toàn chính xác, nhưng mà khi một người học Phật tường tận đến nơi đến chốn thì chúng ta chưa có chấp nhận hoàn toàn cái câu nói đó. Trước hết người ta nói mê là ma, tỉnh là Phật,
Như vậy thì ở đây họ muốn nói chữ mê và chữ tỉnh. Mê là vô minh, và chữ tỉnh thì nó đối lập với ý nghĩa vô minh. Họ lấy hai chữ đó. Và cái chữ ma đó thì họ cho lấy cái chữ Phật hay là đối. Đối lập với chữ ma. Cho nên ở trong cái thuật ngữ, ở trong cái thành ngữ mà họ nói mê là ma, tỉnh là Phật đó, thì chúng ta nên biết là chữ tỉnh ở đây đó họ xài để đối lập với chữ vô minh, lấy chữ mê, mê tỉnh. Và cái hệ quả của chữ mê đó, họ lấy là mê là ma, tỉnh là Phật, thì nó còn hơi mơ hồ một chút. Ma ở đây ám chỉ cho cái gì? Ngũ quẩn ma hay pháp hành ma hay là phiền não ma hay tử thần ma hay chư thiên ma, nó còn tùy. Cho nên chữ ma đó, đó là họ nói một cách chung chung. Hễ mà chúng ta còn phàm phu thì đương nhiên là chúng ta còn mê, còn vô minh. Thì vậy không lẽ chữ ma đó là để chỉ cho tất cả chúng ta sao? Còn nếu nói ma đó là chỉ cho chư thiên ma đó, thì ở trong trường hợp này như vậy chỉ có cái hạng chư thiên ma quỷ đó mới là mê, còn như loài người của chúng ta bị vô minh mà vẫn không gọi là ma hay sao? Cho nên cái đó nên nó chưa có cái sự xác định rõ ràng. Còn cái gọi là tỉnh là Phật, tỉnh là tỉnh như thế nào mới là Phật? Thí dụ ở trong cái chú giải của cái bài của cái tập kinh Kudakabatha, trong cái bài đầu tiên mà nói rằng tam quy là bút thăng sar năng gạch cha mi tham năng sar năng gạch cha mi sang khang sar năng gạch cha mi đô ti dầm bí ta ti dầm bí đó. Cái bài nói tam quy thì ở trong chú giải của bài kinh này nói đến Đức Bồ Tát. Thì mới giải rằng là quý cha Nidda, Vinja, Nidaya, Bucchatiti, Putho, tỉnh thức trong giấc ngủ vô minh thì gọi là Phật, gọi là Buddha. Tỉnh thức trong giấc ngủ vô minh gọi là Phật. Thì nếu mà dựa vào trong cái câu đó thì chúng ta thấy rằng cái chữ Bố Thá cũng có một phần là đối lập với ý nghĩa của chữ vô minh. Tỉnh thức giữa giấc ngủ vô minh gọi là Phật. Bố Cha Nít Đà Giấc, Bố Cha Nít Đà Giấc, Bố Cha Tỷ Ý Bố Thô nhưng mà còn cái nghĩa khác nữa là chất tà đi à đi chất sạch chàng đi quý chất đi đi phụ thô giác hiểu hay là giác ngộ bốn thánh đế
gọi là Phật. Thì như vậy chữ Bố Thí có nhiều, có nhiều ý nghĩa để giải thích. Do đó cho nên cái chữ Phật, chữ Phật hay là chữ giác ở trong cái thuật ngữ giác giả hay là Phật Đà thì có một phần là cũng đối lập với nghĩa vô minh, nhưng mà không phải là đó là hoàn toàn. Vì nếu mà nó đối lập và đối lập một cách trọn vẹn thì chúng ta nói minh đối lập với vô minh thì cái đó là nó hoàn toàn. Còn cái chữ Phút Thá hay là bậc giác giả thì giác ngộ trong nhiều trường hợp, nhiều khía cạnh, chứ không phải là tỉnh thức giữa giác ngộ vô minh không. Do vậy ở đây chúng tôi xin được trình bày ra cái thuật ngữ Phật Đà hay là giác giả đó. Đấy, trong một góc độ nào đó thì gọi là đối lập với ý nghĩa chữ vô minh, nhưng mà không phải hoàn toàn. Và chữ tỉnh là Phật á, chữ tỉnh trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là chữ tỉnh thức, là chữ tỉnh thức. Mà chữ tỉnh thức, chữ tỉnh được dùng ở trong cái câu thành ngữ đó thì chữ tỉnh đó người ta muốn lấy cái chữ đối lập với cái chữ mê là vô minh. Do đó cho nên được một cái câu chú giải là của cha Nít Đa Văn. Của cha Nít Đa Văn Vua Chị Tị Tí Vua Thô chỉ lấy được câu đó. Còn những còn cái câu khác là như là cái người mà giác ngộ bốn thánh đế gọi là Phật hay là giác giả thì rõ ràng là trong cái nghĩa thứ hai này đó thì không lấy cái ý nghĩa đối lập với vô minh. Chúng ta chỉ đơn cử ra hai cái câu chú giải đó thôi để chúng ta nói rằng là trong cái câu mà tỉnh là mê, cái mê là ma mà tỉnh là Phật đó, thì nó chỉ có một phần nào là đúng, là nghĩa đối lập với vô minh. Chữ Phật còn xài nhiều cái nghĩa khác nữa. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Nhất Đảm vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy Già. Sa thủ kính trưng Thượng Tọa Thượng Sư. Bạch Thượng Tọa Thượng Sư, pháp ngày hôm nay đó, chúng ta nói có hai pháp cần phải đoạn trừ. Khi mình nói là vô minh và hữu ái, nhưng mà mình nói tới tham tới sân thì mình dễ nhận diện, nhưng mà vô minh đó có phải rằng là một pháp rất là khó nhận diện trong đời sống, tại vì nó rất là đôi khi nó rất là tế nhị, rất là sâu kín. Và thì tôi có thể cho một vài cái ví dụ ở trong đời sống hàng ngày làm sao để mình thấy được cái mặt mũi của vô minh không? Kính thỉnh thì tôi quan hệ trở lại. Nam Mô Bổn Thầy. Quả thật vô minh là một thứ phiền não không dễ nhận diện được. Thật sự là như vậy. Bởi vì cái sự u mê mới là cái chuyện đó. Thường thì nó thể hiện qua tham hoặc là sân. Bởi vậy trong vi diệu pháp khi mà nói đến cái tâm tham thì nó có căn tham và căn si.
Rồi nói đến tâm sân thì có sân và si. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi một người mà họ tham đắm cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, tham đắm danh lợi, nhìn thấy rõ cái sự tham đắm đó nó được biểu hiện, cho nên người ta chỉ thấy là biểu hiện cái mặt ngoài là tham, nhưng mà cái tính chất mà làm cho tham sinh khởi đó, cái tính chất đó là vô minh, vì không nhận thức được pháp hữu vi là vô thường biến hoại, không nhận thức được cái tính vô thường của danh và sắc ngũ uẩn, cho nên khởi lên lòng tham đắm, thì không nhận thức đó là vô minh. Chúng ta chỉ có thể nhận diện vô minh qua cái sở hành của tham thôi. Cũng như vậy, chúng ta chỉ nhận diện vô minh qua cái sở hành của si, của sân, của sân. Một người họ nổi nóng, họ phẫn nộ, họ ghen ghét, họ đố kỵ, hay là họ thù nghịch, họ quan trái, cái đó thì chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta biết đó là do cái gốc sân mà ra, cái căn sân mà ra. Thì tại sao chúng sanh có sự nóng giận như vậy, có sự quan trái như vậy? Thì chính vì họ không có nhận thức được pháp nguyên khổ, họ không nhận thức được sự khổ. Vì không nhận thức được sự khổ, cho nên tâm sân mới sinh khởi. Và cái sự không nhận thức đó là vô minh. Cũng như trường hợp thế này, chúng ta nhìn ở trên mảng tường, chúng ta thấy rêu phủ, hay là nhìn ở dưới cái mặt sân mà chúng ta thấy đống rong, thì mặc dù chúng ta không thấy nước, nhưng mà hễ chúng ta thấy rêu phủ trên tường hay là đống rong ở trên cái mặt sân, thì chúng ta biết ngay là nó có cái sự ẩm ướt ở đó. Vì hễ chỗ nào mà ẩm ướt, ẩm thấp á, chỗ nào ẩm ướt thì cái chỗ đó là rong rêu nó mọc lên, nó phủ lên. Cũng vậy, khi mà chúng ta thấy những cái hình thái của tham, hình thái của sân, thì chúng ta biết được nó do có cái tính là si, là vô minh, nó tạo nên cái hình thái đó, nó trợ duyên cho cái hình thái đó tham sân. Cũng như chúng ta nhìn thấy rong rêu là chúng ta biết là ở chỗ đó bị ẩm ướt, bị ẩm thấp, mà đương nhiên ẩm ướt ẩm thấp là do nước rồi, do nước lâu ngày. Cũng như quý vị biết là ở trong chùa chúng tôi đó, lúc mà ở giờ trước sân mà cây nó chưa có tàn bóng mát ấy, thì cái sân đan ở trong chùa nó khô ráo, khô trắng gì đó, đi nó không có trơn trượt. Nhưng mà hễ qua một thời gian, cái tàn cây nó bắt đầu nó phủ mát cái sân, mà hễ nó phủ mát sân thì cái sân đan ở phía dưới bắt đầu đó mọc rong,
nó một rộng thì lúc đó chúng tôi nhìn là chúng tôi biết rằng vì do cái bóng mát của bạn nói làm cho cái mặt sân nó không có được ánh nắng mặt trời phơi khô, nó có cái sự ẩm ướt cho nên nó phát sinh lên. Chúng ta nhận diện vô minh của mình, chứ vô minh không có thể nào mà chúng ta nhìn giống như là chúng ta nói một người dốt không biết đọc chữ gọi là vô minh không phải. Mặc dù họ dốt đó nhưng mà cái này cũng chưa gọi là vô minh ở trong cái thuật ngữ Phật học đó. Cái trường hợp mà không ý thức, không nhận thức được cái lợi và cái hại, cho nên để cho cái phiền não mà nó phát triển như là rong nó bắt đầu nó hiện ra, nó mọc lên tùm đó, thì chúng ta chỉ dựa vào cái sự xuất hiện của rong rêu ở trên mảng tường, ở trên mặt đường thì chúng ta biết đó là ẩm ướt, chỉ vậy thôi. Cho nên ở đây trong đời sống hàng ngày của chúng ta, bất cứ cái hành động nào, cái lời nói nào, cái tư tưởng nào mà nó thuộc về tham, thuộc về sân, thì nó biểu hiện ra cái hình thái tham sân đó, thì chúng ta nên nhận biết lúc đó là có vô minh. Lúc đó là có vô minh. Có một cái câu chuyện ở trong Kinh Bổn Sanh có ghi lại, thuở xưa vào cái thời sau cái thời Đức Phật Kassapa, lúc đó Phật pháp bị mai một, người ta không biết được cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì là trí tuệ, cái gì là vô minh, không biết. Người không biết chữ vô minh. À, cái câu chuyện này thì chắc có lẽ là thượng tọa Chánh Thẳng hồi nhỏ đi học, hai quý đệ mình có học hôm qua đó, chắc thượng tọa nhớ mà. Cho nên thôi chúng tôi không kể. Chúng tôi không kể câu chuyện đó. Vì xem như là bỏ qua cái chuyện đó đi. Không biết là thượng tọa Đẳng còn nhớ cái chuyện đó. Cái chuyện của vô minh đó. Thôi chúng tôi chỉ trả lời bao nhiêu đó thôi. Dạ, dạ đúng rồi, đúng. Xin cảm ơn tòa. Bây giờ xin kính thỉnh thượng tòa đánh trở lại. Dạ, xin hỏi thưa tôi xin một câu sau cùng rồi để thưa tôi đi nghỉ. Thưa tôi, khi mà chúng ta nói là ái thì chúng ta nói dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Nhưng mà đặc biệt ở đây tại sao mà khi mà nói hai pháp cần đoạn trừ thì chỉ có đơn cử hữu ái thôi. Thưa tôi nghĩ sao về điểm này, kính thỉnh thưa tôi. Kính bạch trừ tụng đức, kính thưa quý vị, cái chữ hữu ái ở trong bà ái là dục ái, hữu
ích thì hữu ái. Cái chữ hữu ái đó, đó nó lại nói lên một ý nghĩa là khác với chữ ái và đối lập với phi hữu ái, cho nên mới gọi là hữu ái. Còn nếu đối theo thanh tịnh đạo đó, thì cái dục ái đó, là cái mũ xuất chung, và hữu ái và phi hữu ái nó đi cặp với dục ái cũng giống như là tử số vậy đó. Nói theo cách khác vậy đó. Thì chữ hữu ái đó đó nó là chỉ cho ái thừa ký sát sát tác đi thiết, còn phi hữu ái thì nó thuộc về đoạn kiến. Ở trong thanh tịnh đạo có giải thích ví dụ đó, khi một người mà họ hưởng dục có cái tâm tham đắm ở trong dục lạc, họ hưởng thụ với một cái quan niệm là thường còn, thì cái đó là dục ái, nó đi với ái. Còn khi một người mà hưởng thụ dục lạc mà họ chấp theo cái tà kiến, không có lỗi lầm, không có tội, không phước gì cả, và họ cứ việc say mê, mê đắm ở trong dục lạc, thì như vậy họ hưởng dục, cái này nó liên quan đến tà kiến là phi hữu ái. Thì cả hai trường hợp dục ái liên quan hữu ái hay là dục ái liên quan phi hữu ái, đó đều là tham tương ương tà kiến, đi thiết về tác sau mà giúp tăng. Thì như vậy đó, cái chữ hữu ái trong trường hợp này mới chỉ cho, mới nằm ở trong dục ái, hữu ái thì ngoan. Và tại sao ở đây chỉ đơn cử có hữu ái? Thì thưa quý vị, cái hữu ái ở này nó lại liên quan đến tham, là gốc của cái sự tái sanh, tái sanh trong cõi dục, tái sanh trong cõi sắc, và cái sự tham, cái ái mà nó liên quan đến tái sanh trong cõi vô sắc. Vì khi mà đề cập đến hai pháp này đó, thì rõ ràng là ở đây Đức Phật là muốn nói đến cái gốc của hai pháp này, vô minh và hữu ái, như là hai cái mấu chốt ở trong duyên sinh. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên chân sắc, nhân sắc duyên lục nhập, lục nhập xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái đó mới duyên thủ, rồi duyên hữu. Thì ái mà duyên cho hữu đó, ái thủ mà duyên cho hữu, để hữu dẫn đến cái sự tái sanh đó, thì cái chỗ này ái hữu là nằm ở chỗ này, hữu ái là nằm ở chỗ đó, mới là cái gốc của cái sự luân hồi, cái gốc của sự luân hồi. Như vậy thì chữ hữu trong trường hợp này chúng ta phải hiểu như là nghiệp hữu và sanh hữu ở trong duyên sinh. Nghiệp hữu và sanh hữu trong duyên sinh. Và do từ cái gốc phiền não luân hồi như là ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, duyên sanh. Thì hữu và sanh ở đây tức là có nghiệp hữu và có sanh hữu.
Cho nên cái chữ hữu ái trong trường hợp này thì chúng ta phải hiểu nó đi cặp với chữ vô minh, là hai cái pháp đó nó thuộc về Kilesota, là phiền não luân hồi, thuộc phiền não luân hồi. Mặc dù cũng mang tên gọi là Pháp Hóa Tăng Hai, nhưng mà chỗ này chúng ta phải hiểu là nó nằm ở hai gốc phiền não luân hồi ở trong tích chất sơ bất phàm đó là duyên sinh. Tôi xin được trả lời câu hỏi tóm tắt như vậy. Nói ít ít thôi chứ nói nhiều quá tự nghe sợ không hiểu gì cả. Để chư tăng hiểu được rồi. Xin tính thì gửi giới đẳng trở lại. Sa thú kính truyền từ tòa tu sư đi đến từ tòa tu sư đi nghỉ và bậc thiền tòa pháp đăng thiền tòa có ở trước máy. Nếu thiền tòa pháp đăng đang ở trước máy xin tỉnh, thiền tòa hoan nghị trả lời cho câu thảo luận số 4. Bậc thiền tòa pháp đăng, chúng ta được biết rằng vô minh nó có sự chi phối rất là rộng, ngay cả có những cái thứ trí tuệ mà nó vẫn bị chi phối bởi vô minh. Thiền tòa có thể giải thích là tại sao có những cái tâm hợp trí, có những trí tuệ mà nó vẫn nằm ở trong vòng cương tỏa của vô minh không? Ở cái đỉnh thì tôi hợp đặt. Hello. Yeah. Nếu nói rằng cái trí tuệ vẫn nằm trong vô minh thì chúng ta hiểu trí diệt thế. Cái trí diệt thế đó trong tất cả những cái tâm thiền. Bởi chúng ta thấy rằng nếu trong bài kinh đại của Quẩn mà Đức Phật nói về cái vị ngọt của cảm thọ đó, thì những cái thiền chứng nó là đều là cái vị ngọt hết. Đều là cái vị ngọt hết. Và vị ngọt đó là do pháp vũ vi mà thành. Ví dụ chúng ta chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Hoặc là chúng ta thấy những cái chúng sanh mà chứng thiền vô sắc ấy, mà không đắc đạo quả tu đồ quần đó, thì sanh lên cõi đó không có thân quán thì không thể nào chứng đắc được đạo quả tu đồ quần để diệt trừ cái thân quán, quán thân để diệt trừ cái thân kiến hoài nghi và diệt cấm thủ, là cái thánh đạo tu đồ quần. Nói như vậy rõ ràng là dù chúng sanh thông vì pháp nói rằng chúng nghĩ chúng sanh ở bốn cõi vô sắc, như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi biên xứ đó, cũng chỉ có tám hạng. Tám hạng là hạng thánh quả, cho đến thánh quả tu đồ quần, thánh đạo tu đồ quần thì không có bốn cõi vô sắc mà chỉ có thánh quả tu đồ quần. Thì dưới bảy cái tầng thánh, từ tu đồ quần quả lên a la hán đạo quả và phàm tam nhân thôi. Như vậy rõ ràng á, thì dù là những cái chúng sanh nó đắc được thiền vô sắc như là đạo sĩ Úc Đắc Cá, Ram Má Bút Tá, hoặc là A La Rá, hoặc là đạo sĩ A Tư Đà, đắc như vậy nhưng mà vẫn bị trong cái cương tỏa của vô minh, vẫn tiếp tục phải luân hồi, sau khi hoại thiền vẫn sanh xuống các cõi người và các cái cảnh giới khác, vì những cái vị đó bị đam mê vị ngọt. Đam mê vị ngọt của thiền vô sắc hay là thiền sắc giới. Nên ở trong cái bài kinh đại của Quẩn, Đức Phật nói rằng cái khổ đó, ta tuyên bố rằng không có một người nào có thể hiểu được cái vị ngọt của thọ, cái nguy hiểm của thọ và sự xuất ly thọ, trừ Đức Phật và đệ tử Đức Phật. Thì rõ ràng là những chúng sanh đó, mà họ dù là tu thiền sắc hay thiền vô sắc, nhưng mà họ không thấy được cái vị ngọt là vị ngọt, họ không liễu tri vị ngọt là vị ngọt, thì không thể nào họ thoát ly được. Chỉ khi nào họ có trí tuệ thấy được vị ngọt là vị ngọt, nó là pháp hữu vi do suy tư tác thành, mà hãy những gì mà những cái gì hữu vi do suy tư tác thành đều là vô thường, khổ, vô ngã. Thì chỉ có khi nào hiểu được như vậy mới chuyển qua cái tệ quán để đắc được cái đạo tu đồ quần, được thân kiến, hoài nghi và giới thánh thủ. Không còn hoài nghi là dạy của Đức Phật, không còn những cái giới điều sai lầm,
hoặc là không còn cái thân kiến ngũ uẩn. Thì rõ ràng á, như vậy á, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày trình bày trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn đó, thì ngài nói rằng cái vị ngọt này đối với các ngoại đạo họ đều không có biết được. À, ngoại đạo nằm ngoài cái đạo bát chánh đạo mà mình nói rằng Đức Phật là chứng ngộ được tứ thánh đế đó, là nói về đạo đế là bát chi đạo trong tâm đạo. Như vậy rõ ràng đó, là rõ ràng là chúng sanh đó, trong trong tam giới này cũng vẫn nằm ở trong cái cương đỏ của vô minh. Vì có nhiều khi sanh lên bốn cõi vô sắc tuy rất lâu như vậy, nhưng mà cuối cùng nó cũng phải luân hồi xuống trở lại, chứ không có thể thành đạo quả nhân được. Trừ khi nào đệ tử của Đức Phật đắc đạo, à, tu đồ quần, sanh làm người quả, tu đồ quần, rồi sinh lên đó để tu tư đà hàm, a na hàm, a la hán bằng thân quán, à, bỏ thân quán, tu thọ quán, tâm quán và pháp quán, còn lại ba pháp quán trong bốn pháp quán. Nhưng mà đối với những người ngoài đạo á, thì họ không có thể nào biết được. À, không thể nào biết được cái thọ quán, cái tâm quán, cái pháp quán. À, và các cái cảm thọ trong thiền chứng đó là những cái vị ngọt, làm cho họ đam mê. Và họ cuối cùng nó họ cũng bị hoại thiền, dù cái tuổi thọ cõi phạm thiên vô sắc có bao nhiêu đi. Thì cuối cùng cũng phải tái, cũng phải tử, cũng phải tái sanh. Và tái sanh đó thì nó cũng vẫn nằm trong cương đỏ của dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nó nằm trong cương đỏ của vô minh, che đậy và thả mái trói buộc thôi. Chứ không phải gì sanh lên cõi vô sắc rồi người đó có thể có cái trí tuệ được. Vì cái trí tuệ siêu thế đó là nói đến tâm đạo tâm quả, chỉ thấy được ngũ uẩn, thấy được cái danh sắc ngũ uẩn là vô thường khổ vô ngã thôi. Và nếu mà họ đã bị ngọt, đã bị cái vị ngọt của các cái thiền sắc đó, thì vẫn cuốn lôi họ trong cái sự luân hồi sanh tử vô tận, không biết đến lúc nào mà họ ấy chấm dứt được. Mình cũng không biết được, trừ khi nào họ biết được những điều này. Và điều này Đức Phật thì tuyên bố chỉ có Đức Phật chứng đẳng giác, vị Phật độc giác à, là tự mình chứng ngộ, còn ngoài ra thì không thể chứng ngộ được, à, phải nhờ Đức Phật chánh đẳng giác thuyết giảng. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với những điều mà chúng ta thường nghe, chúng ta thấy đơn giản như vậy, nhưng mà thật sự ra đó, đối với những vị mà tu tập đó thì họ thấy rằng chính những cái điều này là cái cốt lõi của lời dạy Đức Phật, à, chính điều này đó để dứt trừ được những cái kiết sự, cái lậu hoặc kiết sự đầu tiên là bốn tâm tham một tà tâm si hoài nghi, để đắc đạo quả tu đồ quần, để trở thành vị thánh nhập lưu, từng tự đắc những từng thánh khác. Như vậy á, thì nhìn vào đó thì rõ ràng á, 81 tâm hiệp thế đó, nó không phải là tâm siêu thế. Thì tâm siêu thế biết cảnh niết bàn, và rồi chúng ta cũng thấy rằng cái tâm thiện hợp trí nó biết được cảnh niết bàn bất định. Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta biết rằng những cái tâm thiền á, à, biết được cái tâm thiện hợp trí biết được niết bàn bất định á, nhưng mà phải tu thiền quán. Chứ còn nếu mà không có tu thiền quán thì rõ ràng cũng không có khả năng để biết được, không có khả năng để biết được. À, như vậy thì rõ ràng á, những cái thiền sắc, thiền vô sắc á, nếu đều có cái vị ngọt, à, vị ngọt của cảm thọ như hôm qua, như bữa hôm trước chúng tôi trình bày đó, cái vị ngọt của cảm thọ là vị ngọt thù thắng nhất, à, ở trong cái vị ngọt. Mà đối với vật chất á, thì chúng ta thấy rằng cái sự thụ hưởng, nhưng mà đối với cái thiền lạc đó, đó là vị ngọt đặc thù. Và chỉ có đệ tử Đức Phật mới biết được vấn đề này từ lời dạy của Đức Phật thôi. Chứ ngoài ra đó thì những người ta không bao giờ biết được cái đó là vị ngọt. Vì họ không biết được, họ cứ đam mê cái vị ngọt đó, đam mê trong thiền chứng. Nếu mà họ biết đó, là cái gì biết, phải có cái tuệ mà tương ứng với cái tuệ quán và danh sắc ngũ uẩn, à, để thấy được cái cảm thọ này cũng chỉ là danh sắc thôi, à, chứ không ngoài danh sắc. À, nên họ không thể nào biết được, à, nên họ bị cái vị ngọt. Và vị ngọt đó đã làm cho họ đam mê và họ đã từng đam mê. Bởi vì trong cái cuốn Phật Độ Nanh Đà đó thì cho chúng ta biết rằng chúng ta đã từng sanh lên những cảnh giới này rồi, nhưng mà chúng ta cũng vẫn vượt khỏi, do cái sự tái sanh, do cái sự dẫn dắt cái sự sanh tử luân hồi đó, chúng ta cũng vượt khỏi cái các cõi thiền này rất là nhiều lần rồi. Và vì như vậy nên chúng ta cứ luân hồi hoài như vậy. Từ khi nào chúng ta biết được cái vị ngọt, chúng ta mới sanh lên cái tâm gọi là thoát ly vị ngọt đó bằng cách quán các cái pháp đó vô thường khổ vô ngã, à, để mình có thể thoát ly được cái vị ngọt của các cái cảm thọ là cái thiền chứng. Mà cái cảm thọ thiền chứng là cao nhất của cái gì, chúng ta nói rằng cái cảm thọ cái thiền chứng là những cảm thọ cao nhất. Vì những cảnh giới thiền đó, nó có những cái hỷ lạc do ly dục á, hỷ lạc do ly tầm ly tứ đó, là những cái hỷ lạc nó còn nó trong nội tâm và nó vi tế đến mức độ mà mang là cái sự an lạc thuần tịnh cho những cái chúng sanh, như là trong cái bài kinh Trung Bộ của Đức Phật thì nói như vậy.
Chỉ có khi nào mà những cái vị thánh đệ tử của Đức Phật biết được điều đó, mới đem cái điều đó trở thành cái tuệ quán và đắc đạo quả có thiền, quý vị. Đắc đạo quả có thiền, có thiền chứng đó. À, tại vì quý vị đã đắc ngũ thiền thì quán như vậy, thì tâm ngũ thiền sơ quả, ngũ thiền nhị quả, ngũ thiền tam quả, ngũ thiền tứ quả sanh khởi lên cho họ. À, nên chính vì điểm đó nên Đức Phật nói cái điểm đặc thù của Đức Phật và đệ tử của Đức Phật là như vậy. Thì con xin trình bày rồi đó, đối với tất cả những tâm thiền sắc giới, từ tâm sơ thiền sắc giới, thiền sắc giới, tam thiền sắc giới, tứ thiền sắc giới, ngũ thiền sắc giới, hay là thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở vô xứ, phi thiền xứ, à, đều có cái vị ngọt và các cái cảm thọ của thiền chứng. À, và cái này là cái cảm thọ cao nhất và vẫn bị vô minh che đậy, vẫn bị tham ái trói buộc, chứ không phải là họ thoát khỏi vô minh. Vì nếu mà họ có minh á, thì họ phải dùng cái tâm thiền hợp trí để tu thiền quán danh sắc là vô thường, là khổ, vô ngã, mà thường quán như vậy để xả ly tham ái, mà họ không có biết được xả ly, nên họ vẫn bị cái vị ngọt của tham ái trong thiền chứng, cái vị ngọt của tham ái trong cảm thọ cột trói tâm tư của họ. Thì trong cái câu hỏi của Tường Tọa đi, con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại, nếu có gì cần nói thêm thì Tường Tọa chia sẻ. Sa thú cái chân Thượng Tọa Pháp Thân, Thượng Tọa Pháp Thân, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Thân đang có mặt ở trước máy, xin Thượng Tọa trả lời cho cô thảo luận số 5. À, một lần nữa, dạ. Thượng Tọa Pháp Thân, các vị thiền sư dạy rằng đời sống hàng ngày của chúng ta hầu hết là chúng ta sống với vô minh. Dạ. Dầu lầm đó là cái này đẹp, cái kia xấu, cái này mình thích, cái kia mình không thích, mình vui với cái này, không vui với cái kia. Và cho đến khi nào mình sống với chánh niệm đó, dạ, tức là thở ra biết thở ra, thở vô biết thở vô, sanh biết sanh, diệt biết diệt, thì các ngài gọi đó là mình sống mà được tạm thời đó, không bị chi phối bởi vô minh. Thì Thượng Tọa Tinh nghĩ sao về cái lời dạy này? Xin Thượng Tọa Hoan Hỷ chia sẻ một vài ý nghĩ của Thượng Tọa. Kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Mai Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đăng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quy, Thượng Minh Hạnh, Thượng Tọa Phật Tính, Thượng Tọa Nguyên Thông. Ngài cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong vinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Nè, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Như chúng ta được biết đó là đời sống của chúng sanh phàm phu á, là thường xuyên là bị chi phối của vô minh rất là nhiều. Bởi vì vô minh là một pháp mà nó làm tạo nên cái đời sống luân hồi liên quan đến ái. Nếu nó dắt dẫn cho cái mọi cái hoạt động, sự vận hành của danh pháp, và nó tạo nên cái sự hiện hữu của chúng sanh ở trong các cái cảnh giới. Thì ở đây đó này, chúng ta biết rằng thường là mình suy nghĩ là mình nghĩ mình làm cái này làm cái kia, rồi mình vận dụng một chút trí tuệ để mà mình dùng là cái trí tuệ của người phàm phu để mà mình làm cái công việc đó nó có một cái cách tốt đẹp nhất nha. Thì cái đó nó cũng bị chi phối của vô minh á. Thường là mình nói mình làm cái này mình làm cái kia, khi mà mình nói mình làm này làm cái kia đó là nghĩa là mình đã quyết tâm mình làm, hay là mình đã hiểu về cái công việc mà mình chuẩn bị làm. Nhưng mà sự thật ra đó thì nó đều có cái sự chi phối của vô minh để khiến cho mình có những cái hành động để mình làm cái việc đó nó thích ứng. Bởi vì nhiều khi đó là mình cái một người phàm phu thì mình ít nhận chân được cái rõ ràng được những cái bản chất thật của nó. Và mình thấy bằng cái vô minh, biết bằng cái vô minh và suy nghĩ ở trong cái chi phối của vô minh này. Cho nên là mình cái nghĩ, cái thấy và cái biết của mình
thì cái biết đó nó bị chi phối, bị chi phối. Thì khi mà bị chi phối như vậy đó thì mình vẫn làm, thì mình nghĩ rằng là cái việc gì đó nó có kết quả tốt đẹp thì mình nghĩ là mình làm cái đó nó có trí tuệ, nhưng sự thật ra là điều có chấp chứa chấp của vô minh, chứa chấp của vô minh. Một khi đó là vô minh chưa chưa có dứt, chưa có hoàn toàn dứt hẳn ấy, thì rõ ràng là có cái sự chi phối của vô minh. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là dù gì đi nữa thì do vô minh, trong giáo lý Duyên Khởi gọi là do vô minh cho nên là tạo ra cái hành động, tạo ra cái hành động. Cái hành động đó mà mình do cái hành động mà bị chi phối của vô minh cho nên ít chân mình ít thí, khi là mình nhận chân được bản chất thật của nó, bản chất thật của các cái sự sanh khởi, các cái việc sanh khởi ở trong cái danh pháp và sắc pháp này, hay cả cái nhìn, cái biết, cái thấy của mình nó cũng đều sự chi phối như vậy. Cho nên là sở dĩ mà nói rằng là các vị thiền sư mà dạy cho các cái thiền sinh, cho các thiền sinh biết rõ là đời sống của mình là cần có những cái giây phút quan trọng để mà mình sống đời sống chánh niệm. Sự thật ra là ở đây đó thì một người mà chưa thoát vô minh thì vẫn có sự chi phối của vô minh, nhưng mà nhờ có cái chánh niệm đó, cái chánh niệm là gì? Cái chánh niệm là cái ghi nhận, chánh niệm liên quan với tỉnh giác đó, thì ghi nhận biết rõ những sự sanh diệt của danh và sắc. Thường trong cái thế thường đó thì ít ai nhận chân được, trực nhận được ở trong cái sự sanh diệt của danh và sắc này. Nhưng mà nhờ có chánh niệm thì mình mới có thể chánh niệm và tỉnh giác á, mình có thể nhận chân được ở trong những cái khoảnh khắc đó. Mà quý vị biết rằng là chánh niệm và tỉnh giác á, là nếu mà một được dày dặn, được mạnh mẽ đó, được lớn mạnh đó, thì nó sẽ sinh trí tuệ. Sinh trí tuệ thì con người á, chúng sanh phàm phu á, thì bị sự chi phối của vô minh, cho nên là mình ít nhận chân được cái điều sanh diệt của danh sắc lắm, không có biết được. Và do đó thường nó sinh ra cái ngã chấp, thường sinh ra cái ái luyến, cái ngã chấp. Chúng ta biết rằng là cái si mê thì nó là dẫn đầu. Mặc dù tâm tham sanh khởi thì cũng có si, rồi là tâm sân sanh khởi cũng có si. Cái trạng thái của tâm sân và trạng thái của tâm si, tâm sân và tâm tham thì nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà đó nó cũng là một cái sự chi phối do cái pháp si. Mà si ở đây là mình có thể là nó đồng nghĩa với lại tương ứng với tương ứng như là cái vô minh ở trong cái đời sống của mình. Cho nên ít chinh chi là mình, ít khi là mình được nhận ra được cái bản chất thật của nó. Vì vậy sinh ra cái ái luyến, cái ngã chấp và cái trạng thái ở nội tâm. Như vậy thì bị sự chi phối của vô minh. Và với một người mà có một cái đời sống chánh niệm là điều cần thiết trong khoảnh khắc nào đó. Mặc dù là để chúng ta có được một cái chánh niệm được vững mạnh, được lớn mạnh, được giống như là một cái sự trưởng thành lớn mạnh, thì đòi hỏi một cái vị hành giả có một cái sự tu luyện rất là nhiều. Nếu không có tu luyện thì mình không thể nào có chánh niệm một cách vững mạnh được. Mà chánh niệm để rồi vì được vững mạnh thì cái trí tuệ nó mới có thể phát sanh, mới thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc. Như vậy thì cái mà thấy được đó thì tùy theo cái giai đoạn, tùy theo cái cấp độ của một cái nhận trực thấy bằng cái trí tuệ hay là do cái chánh niệm mà thấy được ở đó, thì cái trí tuệ mà thấy đó, đó thì cái trí tuệ đó chúng ta thấy rằng ở trong Di Diệu Pháp đó,
thì cái sở hữu trí tuệ, sở hữu trí tuệ nó có thể sanh ở trong tâm hiện thế được, và nó cũng có thể sanh ở trong tâm siêu thế được, sanh ở trong tâm siêu thế được. Vì vậy ở cấp độ của một người phàm phu mình nhận chân được để mà mình khóa được cái được giống như là mình được đoạn giảm, hay là mình thấy được ở trên phương diện hiện thế đó, thì cái trí tuệ đó là trí tuệ của người phàm phu. Nhưng mà trí tuệ ở sanh ở trong tâm thánh đạo thì mình hiểu đó là cái trí tuệ để mà đoạn tận, đặc biệt là sinh ở trong tâm đạo đi đoạn tận, mới phá bớt đoạn tận được cái phiền não, phá bớt cái ngã chấp tham ái hoặc là các cái phiền não, mới đoạn được cái phiền não đó. Vì vậy cho nên là cái người mà tu tập thì bên cạnh cái gì mà mình trau dồi cái nội tâm của mình bằng phương pháp chánh niệm và tỉnh giác này, thì mình cần có những cái thiện pháp khác như là đời sống và sống chánh hạnh, chánh giới hạnh, rồi đời sống phải thực hiện những cái thiện pháp như là bố thí cúng dường, rồi tất cả những cái thiện pháp khác mình có thể làm để nó trở thành một cái sự hỗ trợ hay là sự năng lực để hỗ trợ cho cái việc mà mình tu tập có thể giác ngộ được. Cho nên là cái việc mà một cái người tu tập thiền hay là như thế nào đi nữa, thì cái quan trọng ở trong Phật giáo là mình phải nhìn được, thấy được bằng với cái sự trực nhận, thấy được. Đặc biệt là một người tu tập thiền quán thì cần có chánh niệm và tỉnh giác đó để thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc, để rồi là có thể giảm bỏ bớt những cái ngã chấp, cái tham ái liên quan đến với năm uẩn của mình. Từ đó thì cái căn nhân của phiền não, cái căn nhân của sự luân hồi, tham ái nó có thể đoạn tận được, vô minh cũng có thể đoạn tận được nhờ cái sự tu tập đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng là trong nhất thời thì với một cái người tu tập trên phương diện tu tập thiền quán, thì cái việc mà chánh niệm và tỉnh giác rất là cần, cái pháp đó rất là cần cho cái đời sống tu tập của mình. Nếu mà mình tu tập gì để mà có cái trí tuệ sanh khởi lên để đoạn tận được cái vô minh hay là tham ái, thì cần có cái chánh niệm và tỉnh giác trước, để rồi cái trí tuệ mới có thể sanh khởi, dù là trí tuệ của trên phương diện của người phàm phu hiệp thế, hay là trí tuệ của một bậc thánh trong sanh ở trong tâm siêu tế, tức là tâm đạo để cắt đứt phiền não. Thì chúng tôi xin được có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trả lời. Sa thú kính trần thượng tọa, thượng tọa tư quyền, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tư quyền đang ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tư quyền, thượng tọa có nghe được không? Dạ. Thượng tọa tư quyền, có đúng chăng là khi mà ở trong đời sống hàng ngày thường là mình chấp vào ngã nó tôi là thế này, tôi là thế kia, cái ngã chấp đó nó là cái nhìn của vô minh. Nhưng mà khi mình cái ý muốn mong mỏi là mình muốn được, mình sẽ là thế này, mình sẽ là thế kia, mình đưa ra một cái dự phỏng trong tương lai mình sẽ là ai đó, một người nào đó, thì cái đó nó thuộc về hữu ái, có đúng như vậy không? Kính thỉnh thưa tọa thưa quý. Nam mô Bụt Thầy và Nam mô Tham Ma và Nam mô Sang Khai và Giới Thừa để chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, chúng tôi giác đẳng, chúng tôi Pháp Tăng, chúng tôi Pháp Tân, chúng tôi Minh Hạnh. Đến Phật tính cùng Chư Tôn Đức Tăng, hiện diện của chúng rơm, kính chào đối với tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, quá thật như vậy, kính mình nghe kính thưa quý vị, có đúng chăng chấp thủ vào cái ý của tôi là
là biểu hiện của vô minh, còn chấp tôi sẽ là biểu hiện của hữu ái. Thì quả thật như vậy quý vị. Nếu như chúng ta có một cái chấp tôi được như thế này, tôi có như thế kia vân vân, thì chính là một cái chấp mà chính do vô minh nó làm nhân làm duyên. Bởi vì quả thật thì chúng ta vốn chẳng có được cái gì cả, dầu cho là danh lợi hay là quyền thế hay là sức khỏe hay là đẹp đẽ hay là như thế nào trong cuộc đời này, thì cái đó chỉ là một trong một thoáng nó đi qua thôi. Mà chính do cái tham ái và cái sự che khuất của vô minh cho nên mình không thấy, mình không thấy đó là cái điều sai, không thấy đó là một cái điều nó sớm chấm dứt. Tại sao có những con người có nhiều tiền mà lại chết sớm? Như chúng ta biết, vừa những con người có nhiều tiền của, ngay cả Bill Gates vậy, và những người khác cũng như thế, những người mà chúng ta gọi là tỷ phú hay cái gì, họ chết trong một cái độc ngộ, họ chết trong một cái bệnh hoạn, cái sự vô thường nó cướp đi. Thì họ chấp như vậy, nó biểu hiện của cái vô minh và nó không thật sự tồn tại đâu. Mà chính là chẳng qua tức là cho chúng ta chấp thủ vì vô minh đó, cho nên làm nhân làm duyên, cho nên dẫn đến tất cả khi mà họ luôn luôn ôm ấp và bảo vệ chấp thủ với cái họ có. Với cái họ có đây, ngay cả luôn cái sở học, sở tâm, sở tài gì của mình, thì chính mình cũng sẽ bị nguy hiểm. Một cái cao hơn nữa, chính là chúng ta biết một cái sở văn, sở học, ngay cả kiến thức của mình về Phật Pháp mà mình tự cho rằng chỉ có mình hay là mình hay, mình giỏi, thì đó cũng là một chấp thủ đấy, là biểu hiện cho sự vô minh, lúc đó không còn cái giá trị của chánh đạo hiện hữu nữa. Đây là thật. Nhiều khi kiếp con người của chúng ta nó có những cái chấp đó thì nó bình thường, nhưng đứng trên cái nhìn của Phật Pháp thì cái đó nó không phải là cái chuyện bình thường, mà nó chấp đó, nó chấp bởi vì đưa đến một cái chấp thủ và ý niệm của mình, và đưa đến một cái biểu hiện chính là do cái vô minh nó làm nhân làm duyên. Và vô minh nó che khuất rồi, thì hôm nay chúng ta chấp thủ cái này, thì từ cái chấp thủ này nó đưa qua cái chấp thủ khác. Thì chẳng hạn như bây giờ mình thấy người ta không có trọng mình, người ta không có tôn trọng mình, hay hoặc người ta không có khen thưởng mình, thì mình cảm thấy mình buồn. Hay mà cảm thấy với người đó nếu như không biết tán thưởng mình hoặc không biết trân trọng mình chẳng hạn, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy bị tổn thương. Thì như thế nó gây một cái sự quan kết chống tội lại với nhau. Mà chính cái điều này thì gây ra những cái quan kết, quan trái với nhau. Đây là một cái hiện thực trước mắt. Và cái hiện thực thứ hai đó, chính chúng ta khi thì chúng ta ôm nó quá nhiều mà nó mất đi do cái sự vô thường, thì quả thực chúng ta đã cảm thấy rằng chúng ta chính vì cái đau khổ đó, chính vì cái chấp thủ nhiều đó, cho nên chúng ta sẽ đau khổ trong tương lai nhiều. Đây là sự thật, đó là như thế. Còn bọn chấp nghĩ rằng tôi sẽ là như thế này, tôi sẽ là như thế kia, thì quả thật đúng là như vậy. Tôi sẽ trở thành Phật, tôi sẽ trở thành người chứng đắc thiền ở các cõi này, ở các cõi nọ, như thế này, như thế kia. Tôi sẽ có nhiều cái thần thông, tôi sẽ có nhiều cái uy danh, một cái điều mà người ta phải khiếp sợ tôi, người ta phải như thế này thế nọ. Thì đó chính là một cái giá trị của hữu ái, tức là hay là hướng tâm tới cái đời sau, mình sẽ là như thế này, mình sẽ là như thế kia, mình chứng đắc này, mình chứng đắc nọ. Thì cái vọng chấp đó cũng chính là nó xa rời với cái hiện hữu, mà đúng là vọng chấp như vậy thì cũng trong vòng cái lưới ái. Ví dụ như mình nguyện rằng do cái nhân này, do cái duyên này chấm dứt cái sanh tử khổ đau, chứ không phải tôi sẽ là đi về chỗ này, tôi sẽ là được như thế này, được như thế kia, không phải như vậy. Hay là chính chúng ta làm những cái việc phước, không phải là để sanh thiên, không phải là chứng đắc thiền để được cái này, để được cái nọ, mà tôi tu tập như thế này, tôi làm những cái việc thiện, việc phước này để nhân đưa đến kết quả chấm dứt sanh tử đau khổ. Đây là một ý niệm nó khác, nó vượt ngoài cái vọng chấp, và nó đưa đến cái sự chấm dứt sanh tử khổ đau, tức là vượt ngoài cái bao trùm của ái hay cái lưới của ái. Thì với cái chấp thủ hay là một cái vọng chấp
là của tôi là biểu hiện của vô minh hay là biểu hiện của hữu ái, thì đây cũng là một lưới ái trong trong tam giới này. Nếu như chúng ta tu tập và chúng ta còn ước muốn hay còn chấp hữu chấp ngã thì chắc chắn là chúng ta sẽ đau khổ và chúng ta không bay ra được khỏi cái lưới ái đó. Và kính bạch thượng tọa, thì chính là cái câu của thảo luận trả lời của con để điều cần có tốt hơn. Kính cung kính thượng tọa của ngài Nam Mô Bổn Sư nhé. Sa thú kính trình thưa tọa tuệ quyền. Thưa quý vị, thực sự đề tài vô minh và ái là hai đề tài rất là lớn trong đạo Phật. Vô minh là đầu mối của duyên khởi và ái là nguyên nhân của đau khổ. Chúng ta có một cái nhìn không có chính xác, không có tin tưởng, không có rõ về cái bản chất của đời sống. Thí dụ như là hiện đại của mình. Bây giờ ở đây mình rất là hãnh diện về chính mình, nhưng mà cái hãnh diện đó thật ra nó không dựa lên cái gì hết. Dạ, nó không dựa cái gì hết. Mình hãnh diện là mình người đẹp, nhưng mà rồi mình xấu, mình có hãnh diện, mình có rồi có mình có còn là mình hay không, hay là mình nói mình hay nhưng có những lúc mình cũng về mình có phải là mình hay không. Cái hãnh diện về mình nó là một cái đôi khi nếu chúng ta nghĩ cho kỹ nó chỉ là một cái gì rất là hư ảo. Và riêng về cái mà mình muốn là mình sẽ là thế này, mình sẽ là thế kia, thật ra đó là một cái vẽ vời rất là nghèo nàn của đời sống. Dạ, chúng ta dự phỏng, chúng ta vẽ ra hình ảnh tương lai, phải nói là rất nghèo nàn. Và hai đề tài này, của mình là ái, và ái là hai đề tài lớn trong Phật Pháp. Chúng ta hy vọng rằng có những cái bài học khác mà chúng ta sẽ trở lại để đào sâu vào hai cái hai pháp này. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính riêng chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngu viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Yang kudalang kamang kapa pangiri yang mamang kaya wajah manasa tidak sesuka tangkatang ye tata sanyino ati ye jasa ta sanyino katang punya palang maya sapi paki pawan tu te ye tangkatang suwiti tang lindang punya palang maya ye jasa tanah jalan tidak.